năm nay đã ngót nghét 30 rồi. Sao muôn năm mình soi tôi ba vì cha đã. Anh luôn luôn on quay để biết hết chuyện trên đời. Đắng cay ta bình thường cũng phải gần mình lại. Anh thanh niên năm nay vẫn chân thấy vợ có gì. Anh đợi mấy cô yêu nhưng anh không được người yêu. Ba má anh xa xa vẫn vội vã chạy đi làm. Anh đợi anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh được cô gái và cứ thế là thần thơ đêm ngày ấm nhớ mong. Để rồi chờ trên xa anh có quên quá nhiều. Nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn. Em tới thân ca chỉ chính em đã khiến chàng trai đổi thay có khóc như trước kia. Tình yêu đã dần lối anh bồi rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã khác. Những ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em má. Nên anh thêm nghi ngờ cách cứ thay bản thân mỗi ngày. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Xin chào các bạn. Mình đang lắp đặt pin để mình cài đặt cái micro cho cái loa cột VTW8. Thì thông thường những cái loại loa cột này rất là phổ biến cho vấn đề về di động và ca hát karaoke ở ngoài trời cũng như là ở trong nhà. Thì mình sẽ mượn cái loa này để mình cùng phối hợp với cây micro Excel để mình thử cái chất tiếng cho các bạn nghe thử. Thì cái loa này thông thường thì nó sẽ có hỗ trợ Bluetooth. Thì mình chỉ cần nối Bluetooth vô rồi mình sử dụng micro là mình có thể ca hát được rồi. Rồi. Trên micro thì nó sẽ có những cái chương trình echo ở đây. Thì bây giờ mình sẽ thử nó sao ha. Anh đến năm nay đã ngót nghét 30 rồi. Sao muôn năm mình soi tôi ba vì cha đã. Anh luôn luôn on quay để biết hết chuyện trên đời. Đắng cay ta bình thường cũng phải gần.